Hello, xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 16 tây tháng 2 năm 2020 nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Trần Thị Thanh Triều, 88.000 đồng. Bạn mua đó là một cái ví đựng tiền nha. Đây là cái ví đựng tiền hình Doraemon rất là dễ thương, 55.000 đồng. Rồi có đơn hàng của bạn Đỗ Thị Mỹ Duyên, 164.000 đồng nha. Bạn mua đó là băng keo lụa nè. Băng keo lụa thì là một cái như vậy thì là 5.000 đồng. Kim bấm mini là 5.000 đồng. Một cái vòng tay hologram cá tính 18.000 đồng này nha. Đây rất là đẹp. Còn có là một cái cây son môi nha đam 40.000. Một cái trang trí móng tay là 50.000. Và còn có bộ cọ trang điểm 38.000 đồng nha. À cái này 5.000 nha, nói lộn. Tiếp theo là đơn hàng của Hương Vũ, 136.000. Đầu tiên sẽ là hai cái bút Wixi nè, mỗi cây là 20.000 đồng. Rồi đến là một cái cây thước này có bản của chương 4.000 đồng, một hũ slam mặt cười 5.000, một cây bút hoa đổi màu khi mà ra nắng là 7.000 đồng. Rồi còn có là bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món, bịch tuyết 10.000 ha, hai bịch. Xin chào Ngọc Anh, đã đến đơn hàng của Ngọc Anh, 142.000. Bạn mua đó là kẹo charm, đây ha, kẹo charm 50.000 đồng một hũ nè, rất là đẹp và rất là ngon. Rồi đến là kẹo đá nữa, kẹo đá là 6.000 đồng một bịch nha. Rồi còn có là quyển sổ này, đó, quyển sổ hologram rất là đẹp luôn, chỉ có là 15.000 đồng. Rồi còn có là cái vỉ, băng keo cá nhân hình hoa đào 6.000 nha. Còn băng keo mà ở trong bịch như thế này thì là 5.000 đồng một bịch, bạn mua 4 bịch. Ở bên trong nó sẽ có là 5 cái hình khác nhau. Tiếp theo thì là có 4 cây bút dạ quang nè, đó, hình trứng, hình trà sữa, hình thuốc. Mỗi cây như vậy thì là 5.000 đồng. Và còn có là một cây bút xóa hình bé thỏ nha. Bút xóa hình bé thỏ này là 15.000 đồng một cây. Đây ha, mở ra. Và chị xin lỗi nha, thật ra là bạn đặt là cô gái ngồi dưới hoa anh đào. Đây mới là đúng này nha, cái băng keo của bạn nè, 6.000. Tiếp đến còn có đơn hàng của bé Nguyên Nguyên, đơn hàng 153.000. Đầu tiên là một cái ví bé thỏ nè, rất là dễ thương luôn nha. Đó, một cái ví đựng tiền bé thỏ rất là đẹp như thế này. Và nó có giá là 55.000 đồng. Rồi còn có là một cây son ha. Cây son trái cây rất là đẹp luôn. 60.000 nha. Đây, ý lộn, 40.000 cây này thôi. Hai cái băng keo cá nhân loại 5.000 đồng một bịch nè. Và đây là có 5 bịch ở bên trong. Còn có là một cái vòng tay hologram 18.000 loại cá tính. Xin chào Trịnh làm Thùy Trang hả? À, không có dấu cho nên là không biết chị đọc có đúng hay không, mong mấy bạn thông cảm ha. Đơn hàng 165.000. Yeah, và tiếp tục đó là một cái vòng tay hologram cá tính 18.000 đồng. Còn có là Popping Cooking làm kẹo dẻo mặt cười nha, kẹo dẻo mặt cười rất dễ thương luôn, 70.000 đồng, sản phẩm của Nhật. Một cái lắc tay kiwi ha, 15.000 đồng. Và còn có một cái bịch mắt nước panda rất là dễ thương, My Love, 32.000. Và bây giờ là đến đơn hàng của bạn Phạm Thị Phương Thảo, 100.000 đồng nha. Đầu tiên bạn mua đó là một cái tủ 2 ngăn nè, 16.000 đồng. Một cái sổ sticker, đây, sổ sticker thời trang hologram rất là đẹp luôn như thế này, 5.000 đồng một quyển nha. Bịch phụ kiện là 5.000 đồng ha. Có bịch giày cho búp bê nữa nè, 5.000 đồng một bịch luôn. Váy đơn giản 1, 2, 3 và 4, 4 cái như thế này ha. Mỗi bịch là 3.000. Một bịch ly 5.000. Một cây bút xóa hình con cá dễ thương là 6.000 đồng. Còn có là 1, 2, 3, 4 bịch tiền nha. 4 bịch tiền, mỗi bịch như vậy thì là 2.000 đồng. Và một cái chén 5.000 nữa nè, quá trời lồ trong đây. Lê Ngọc Thảo My ơi, đã đến đơn hàng của Thảo My, 75.000 đồng nha. Có một bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món. Rồi còn có là ba cái charm dễ thương, mỗi charm 5.000. Như Quỳnh hay 123.000 đồng ha. Bạn mua đó là một cái hũ slam mây 3 tầng nè, rất là đẹp luôn, có tặng kèm theo charm và tuyết. Rồi còn có một cái hũ slam buster nha, được tặng kèm theo charm táo nè, rất là đẹp luôn. Ở phía dưới trang trí rất là nhiều ha, khi về mình kéo ra nó sẽ rất là đẹp nha, 30.000 luôn. Một bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món. Tiếp theo là đơn hàng của Phạm Ngọc Kim Phụng, 173.000 đồng. Bạn mua là hai bịch giày cho búp bê. Đây, hai bịch giày cho búp bê, mỗi bịch là 5.000. Có bịch phụ kiện nón, cài tóc, mắt kính và giày nữa cũng 5.000 một bịch. Rồi, còn có là bộ đồ bơi nha. Đây là bộ đồ bơi 7.000. Bộ đồ học sinh có áo và có váy, áo và váy luôn là 25.000 một bộ. Wow, còn có bộ đồ kimono lửng nữa nè, rất là xinh luôn nha. Đây, may rất là cẩn thận luôn mấy bạn.
50.000 đồng một bộ. Rồi đến là váy đơn giản 1, 2, 3, 4, 5 bộ. Mỗi bộ là 3.000. Một cái laptop 5.000 đồng. Một bịch kẹo con mắt là 23.000. Nguyễn Thị Phương Thảo ơi, đến đơn hàng của Phương Thảo rồi, 181.000. Đầu tiên thì sẽ là một cái hộp trang điểm nha. Ý lộn, cái hộp này là hộp trang sức, có tay cầm nè, Hello Kitty, 41.000 đồng. Đây, chúng ta sẽ sâu dây thành vòng tay, vòng cổ rất là đẹp luôn nha. Có rất là nhiều hình ở trong đây, 41.000 đồng. Một cái lắc chân, đây, một cái lắc chân ngọc trai, trái tim, ngôi sao nữa, 15.000 đồng. Bịch băng keo cá nhân bên trong có 5 miếng, 5.000. Lọ điều ước là 7.000 đồng. Một cái lắc chuông, hình của bé cuốn rất là dễ thương, 15.000. Còn có cả là cây thức nước nữa nè, 9.000 đồng ha. Và một quyển sổ bí mật hình, đây, rất là đẹp luôn, hình của những nàng công chúa có ổ khóa nha, 35.000. Một cái ba lô Hello Kitty là 15.000. Còn có là chiếc nhẫn hình vương miện 5.000. Mai Huỳnh Như ơi, đã đến đơn hàng của Huỳnh Như 139.000 đồng. Đầu tiên sẽ là quyển sổ sticker nha, hình dáng thời trang nè, 5.000 đồng. Rồi, bạn mua là hai sổ luôn. Và còn có là những cái hình dáng này nữa. Đây, hình dáng rất là đẹp luôn ha, công chúa tóc siêu dài luôn, 5.000 đồng. Còn hai cái này là cộng lại là 5.000 nha. Hai cái này cộng lại là 5.000. Đây, vừa cái này, đó, vừa cái này luôn là 5.000 đồng. Cũng là sticker thời trang và những cái icon rất là dễ thương ha. Còn có là bút wixi hay cái tóc rất là đẹp luôn, là 20.000 đồng một trái. Wow, xem đây, cái gương nhưng mà lại có nước và kim tuyến nè, các bạn xem nó đổ xuống rất là đẹp luôn nha. Và đây là một bé meo 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 đó. Và điều đặc biệt của cái gương này là các bạn biết cái gì không? Cái gương nó rất là rõ luôn nha ha, cái gương nó cực kỳ rõ luôn. Và một đầu thì nó sẽ là phóng to ra, để mà thí dụ nhìn vô là mình thấy con mắt của mình có bụi hay gì, mình dòm vô là mình thấy liền rồi, hoặc là mình muốn trang điểm cũng dễ ha. Còn một đầu thì nhìn nó bình thường. Cái này là nó to nè, các bạn xem ha, cũng để như vậy nhưng mà nhìn nó to hơn đó. Rồi cái này cũng để như vậy nhưng mà nhìn nó xa hơn ha. Đây, cái đầu này là nó to hơn này nha. Tức là có một cái gương là nó zoom gần lại, còn cái gương này thì nó bình thường. Và đặc biệt là nó rất là rõ luôn, 40.000 đồng nha, 46.000, chị nói lộn, đẹp ơi là đẹp luôn á. Mở ra cũng dễ mà, tới hồi đóng lại nè, thấy không? Cũng nhẹ nhàng. Tiếp theo là đơn hàng của mẹ Nguyễn Thị Cẩm Tú, 113.000 đồng. Wow, bạn đặt đó là một cái hộp bút nước rất là đẹp luôn nè ha. Có hình bé thỏ dễ thương, ánh hologram nè, cực kỳ nổi bật, có hai ngăn luôn nha. Đây ha, có hai ngăn, rồi còn có là cái ổ khóa bí mật nữa, phía sau còn có thêm ngăn này nữa, rất là xinh luôn, 80.000. Và bây giờ là đơn hàng của Ưng Mùi, 154.000. Đầu tiên sẽ là một cái cây son cherry nha. Đây, cây son cherry rất là đẹp luôn, thơm nữa, 40.000 đồng. Tiếp đến là em búp bê mắt đá nè ha, tóc hồng vàng, son nhẹ, rất là dễ thương luôn như thế này. Em búp bê có giá là 35.000 đồng, khuôn mặt cực đẹp. Còn có là một cái móc khóa ba lô, đó, hoặc là làm ba lô cho búp bê cũng được luôn, 15.000. Một cây bút có hình cái súng nhỏ, 5.000 đồng. Và hai cái kẹp nhung, đây, kẹp ha, kẹp này là kẹp nhung nè, rất là mềm mịn luôn, có hình của bé thỏ. Và 13.000 đồng một cây nha, đây, 13.000 đồng một cây, rất là đẹp luôn mà mua hai cây. Tiếp theo là đơn hàng của Mạch Thị Kim Diệu, 298.000 đồng. Đầu tiên sẽ là một cái ba lô jean và một cái ba lô Hello Kitty nha. Đây ha, và mỗi cái ba lô như thế này thì là 15.000 đồng. Tiếp đến thì còn có là cặp táp bằng da nữa nè. Đó, cặp táp bằng da này thì là 9.000 đồng một cái. Mắt kính là 5.000 đồng một bịch. Ly chai cũng 5.000 đồng một bịch. Còn có là hai cái túi xách dễ thương ha, túi xách mini, là mỗi túi như vậy thì là 8.000. Ba cái laptop mini nha, mỗi cái là 5.000 đồng. Còn có là hai bịch giày nữa nha, mỗi bịch là 5.000. Một cái bếp mini cũng là 5.000. Một cái tủ lạnh 4 ngăn như thế này là 10.000. Còn có là bộ đồ ha, đây là váy nè và áo dài nha, áo dài cách tân. Có cái mấn đội ở trên đầu nữa là 35.000 đồng. Tiếp theo thì sẽ có là váy nè, váy ren, rất là xinh luôn, váy tiểu thư á ha, là 16.000 đồng một cái nha, màu cam và màu hồng. Đây, rất là đẹp luôn. Còn đây thì là áo cổ lá sen nè, quần Galaxy ha, áo cổ lá sen quần Galaxy, một bộ như thế này là 35.000. Wow, còn có váy lông nữa nè ha, viền rồi nè, đính đá rất là đẹp luôn, 35.000 đồng một bộ.
Tiếp theo thì còn có là cài tóc nha. Đây, cài tóc mini tí hon, rất là dễ thương luôn như thế này. Đó, sưu tập cho búp bê chơi ha. Thì đây là 5.000 một cái. Hương Thảo ơi, đơn hàng của Hương Thảo đây nha, 85.000 đồng. Và đây là cái tủ. Cái tủ này là có 5 ngăn ha, cái gương nè. Đó, mình sẽ ráp vô như thế này, 25.000 đồng. Còn có là hai cây bút nước 15.000 một cây. Vỏ lê Uyên Linh ơi, để đến đơn hàng của Uyên Linh 180.000 đồng nha. Gồm có là cây bút nước nè ha. Cây bút nước này là 15.000 đồng. Rồi có cái laptop 5.000, bịch tiền là 2.000. Một cái wixi cây kem móc khóa là 18.000 đồng ha. Còn có cái sticker hologram này là 10.000 đồng. Và một bộ đồ cổ trang rất là xinh đẹp luôn. Đây, bộ đồ cổ trang này là 50.000 đồng nha. Tiếp theo còn có em búp bê Tiểu Thư ha, rất là xinh đẹp luôn nè, tóc xanh vàng. Đó, mặc cái váy ren là tới 3-4 tầng luôn. Ren rất là đẹp luôn, như thế này nha. Còn có một cái túi xách kèm theo 47.000. Xin chào lại Kim Ngân, đơn hàng 289.000. Wow, đầu tiên là kẹo siêu lạnh luôn nha, 18.000 đồng. Sau đó là gom động vật 5.000, gom Hello Kitty cũng 5.000, có một bịch cốm trang trí slam là 5.000 đồng. Rồi đến là hai bộ kit làm slam nha. Mỗi bộ như vậy thì là 30.000 đồng 12 món. Đó, chúng ta còn có là một cái tranh cầu thang nè. Đó, tranh cầu thang 5.000. Một cái cây đèn bàn như thế này thì là 9.000 đồng nha. Rồi, bạn còn có mua là thước để vẽ bông hoa 6.000 đồng một cây. Cây bút bò sữa 6.000 đồng một cây nha. Đây, bút bò sữa rất là dễ thương luôn, 6.000 đồng một cây. Tranh tô màu nước nè, 1, 2, 3 và 4, 4 cái nha. Mỗi cái như vậy thì là 5.000 đồng. À, xin lỗi, hồi nãy là một cây đèn, bây giờ là thêm một cây đèn nữa nha. Như vậy chúng ta có tổng cộng là tới 2 cây đèn bàn lận đó. Rồi, ở đây thì sẽ có là kẹo con mắt. Kẹo con mắt là 2.000 đồng một viên. Bạn mua là 2, 4, 6 viên. Rồi, còn có là cái băng keo cá nhân 5.000 đồng. Đây, băng keo cá nhân 5.000 đồng. Một bịch á, ở bên trong nó sẽ có là 5 miếng khác nhau như thế này. Rồi, tiếp theo thì còn có là những cây viết nha. 2, 4, 6, 8, 10, 10 cây. Và mỗi cây là 5.000 ha. Có hình kem thỏ nè, hình dâu, chanh, quả trứng. Rồi đến là người tuyết, cây thông, hai bạn gấu luôn. À, tới hai cái trứng luôn nha. Hai cái trứng này và một cái băng keo, mỗi cây 5.000. Còn cây đèn này, cây bút này là cây bút đèn nè ha. Là nó có đèn, đó, nó có đèn thì là 9.000 đồng một cây, hình pony và thiên nga. Và bây giờ là đơn hàng của chị Loan 189.000. Đầu tiên sẽ là hai bịch tiền nha, mỗi bịch như vậy thì là 2.000. Rồi, tiếp đến là sổ sticker và sticker loại 5.000 đồng nha. Chúng ta đếm là 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái sticker này ha là 5.000 đồng một quyển, bên trong là những cái sticker hologram. Đó, bên trong sẽ là những cái sticker hologram thời trang rất là xinh đẹp luôn. Đây là 7 ha. Rồi chúng ta đếm nè. 8 9 10 11 12 13 14 15 nha, như vậy là đủ 15 cái sticker khác nhau. Đó, 15 cái sticker rất là xinh đẹp luôn, đủ hết các cái hình luôn nha. Tóc đồ nè, các bạn xem rất là xinh luôn. Rồi, tiếp đến bạn còn có mua là 4 cái sticker loại 10.000, thì đây là loại sổ nè, rồi đây là loại sticker hologram nè, thấy không? Đó, sticker hologram. Mỗi cái này thì là 10.000 đồng. Ha, trong cái loại sticker 10.000 là nó sẽ kèm theo rất là nhiều cái phụ dụng cụ luôn mấy bạn. Đây ha, rất là đẹp luôn. Và còn có cây đũa thần và cái này nữa nha. Tiếp theo thì là 2, 4, 6, 8 chiếc nhẫn nha. Ở trong đó thì có 2, 4, 6 chiếc nhẫn là vương miện các kiểu luôn nha. Thấy như vậy nhưng mà là vương miện khác nhau. Coi như đây là bộ sưu tập vương miện luôn đó các bạn. Ha, đá đâu nè, đính khác nhau nha. Cho nên là tuy là vương miện nhưng mà nó lại khác nhau. Rất là dễ thương, bộ sưu tập vương miện chắc là chỉ có một mình bạn này có luôn á. Mỗi chiếc là 5.000. Và bây giờ là đơn hàng của mẹ Hoàng Thị Ngân 308.000. Bạn mua đó là hũ keo sữa 15.000. Một bộ kit làm slam 30.000 đồng 12 món. Wow, còn có hộp bút nhung nữa nè. Hộp bút nhung cực kỳ mềm mịn luôn, có thêu hoa đào và sakura 60.000 đồng. Một cây bút wixi là 20.000. Còn có bịch đất sét là 3.000. Borax thì là 5.000 đồng một bịch. Chúng ta còn có là bút BT 21. Rồi bút chì chìa khóa 5.000 đồng một cây. Cũng như là hai cây bút đao này nha. Đó, mỗi cây là 5.000 đồng. Chai hồ này là 2.000. Tuyết xanh bông bạc thì là 8.000 ha. Hồ là 2 chai, một chai hương này là 3.000. Rồi còn có dây chuyền của Sắc là 15.000 đồng. Và một combo của Sắc nha. Combo này là 80.000 đồng. Chúng ta sẽ xem ở bên trong combo có gì đây. Tiết kiệm được
mười mấy 20.000 một cái combo này đó mấy bạn, mua chung combo nó lợi hơn nha. Gồm có là lắc tay nè, thời khóa biểu nè, bịt mắt nè, dây chuyền nè, hình dáng nè, này là hình dáng nha. Rồi gồm có là hình dáng là một sắp riêng, rồi cái này là một sắp nữa nè, cái này là cái chị quên nhãn vỡ và một cái móc khóa luôn nha. Xin chào Lê Thị Xuân Trúc, đơn hàng 98.000 đồng và bạn mua đây, bạn có mua đó là tranh thêu ha. Wow, tranh thêu nàng tiên bướm rất là đẹp luôn, 5.000 đồng, ấy 7.000 đồng có chỉ nè. Rồi còn có là tranh cát đó, tranh tô cát là 6.000 đồng. Rồi, Tisker Hologram 10.000, bạn mua là 2 cái và một quyển sổ ma thuật 32.000 vẽ bức tranh Galaxy bằng đũa thần. Xin chào Trần Ngọc Phương Vi, đơn hàng 250.000 đồng. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ có đó là cái hộp bút nước này nha. Đó, có nước và có hoa đào hologram, có hai ngăn và có cả ổ khóa này, cũng như là cái ngăn ở phía sau nữa. Ha, rất là đẹp luôn, 80.000 đồng. Một hũ slam trong được tặng kèm theo charm. Và rất là nhiều cớm ở đây nha, ánh nhũ lấp lánh nữa như dải ngân hà luôn nha. Mình sẽ kéo ra, nó tuyệt vời luôn, 30.000 đồng. Hình dáng của Blackpink 10.000 đồng một shop nè. Rồi còn có là chiếc nhẫn chữ V V ha, 5.000 đồng. Một cái sắp giấy tô màu là 20.000 đồng. Còn có là cái bịch mắt, đây bịch mắt của bé gấu, rất là đẹp luôn, như thế này là bịch mắt nước á, 32.000 một cái. Xin chào Lâm Bảo Yến, đơn hàng 128.000, đó là một cái nón BTS nha. Đây, nón BTS là 40.000 đồng. Rồi bạn còn có mua đó là một cái ba lô BTS nè, ba lô BTS 55.000. Bây giờ là đơn hàng của bạn Đặng Khánh Nhu ở 419.000. Bạn mua là 3 bịch phụ kiện, đây một bịch nữa là 4 bịch nha. Đây 4 bịch phụ kiện ha, mỗi bịch như vậy thì là 5.000 đồng. Rồi có thêm bịch giày 5.000 nữa nè, đó hai cái laptop luôn, mỗi cái là 5.000. À xin lỗi nha, vậy là 2 bịch. Tiếp theo thì là váy đơn giản ha, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái, mỗi cái như vậy thì là 3.000. Hai bộ đồ, đây hai bộ đồ à, áo dài luôn ha. Áo này có hoa văn phối với quần cam, rất là nổi luôn, áo dài đó mấy bạn, đây. Rồi áo dài bên đây cũng là quần cam mà phối với lại cái áo chấm bi này ha, cũng rất là đẹp luôn, 40.000 đồng một bộ. Rồi tiếp đến thì có là 4 bộ đồ bơi nha. Đây, 4 bộ đồ bơi mini nè, mỗi bộ như vậy thì là 7.000 đồng. Đây, mỗi bộ là 7.000 đồng. Và còn có là một bộ đồ, đây bộ đồ này là bộ đồ yếm cho búp bê ha, là 35.000 đồng. Áo khoác jean thì là 20.000 đồng một cái. Đây bạn mua là hai cái áo khoác jean hai kiểu nha, mỗi cái là 20.000. Rồi đây thêm một cái bộ đồ yếm nữa, đây là váy yếm hai tầng luôn, cũng là 35.000. Bộ đồ học sinh là có váy nè, có áo nè, 25.000 đồng một bộ. Tiếp theo thì còn có cái váy tiểu thư xinh đẹp này là 35.000. Rồi đến là băng đô nha, băng đô để mà mình cài tóc lên, mình trang điểm, mình rửa mặt hay cái gì đó không có bị xòe xòa tóc xuống, là hai cái băng đô dâu và một cái băng đô nơ. Đó, tất cả đều rất là mềm mịn luôn, là 30.000 đồng một cái. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 16 tây tháng 2 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ gọi 0937899707 hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook Béo Chibi 0937899707 luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau. Hiện nay kênh Béo Chibi Vlog của chị á, là đang có những cái bài hát ngày xưa và những câu chuyện về ngày xưa rất là thú vị. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh Béo Chibi Vlog nha. Còn bây giờ, bye bye. Chúc các bạn luôn vui và vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý.